Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày hôm qua thì CEO của sàn Coinbase đó là Brian Armstrong thì ông ấy đã cho biết là đội ngũ của ông đã nghe được một tin đồn là Ủy ban Chứng khoán Mỹ sẽ cấm hình thức staking đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Mỹ. Brian Armstrong còn cho biết thị trường sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu như không có hình thức staking, bởi vì staking mang lại nhiều cải tiến cho thị trường, bao gồm khả năng giảm lượng khí thải carbon, tăng cường bảo mật và tăng khả năng mở rộng. Nếu như Mỹ đưa ra những quy định mang tính ép buộc như vậy thì các công ty crypto sẽ chuyển sang các quốc gia có ưu đãi về thuế phí như là FTX đã làm. Vậy thì kiểm soát nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Hi, xin chào anh chị và các bạn. Lại là Huy đây, người đồng hành cùng anh chị và các bạn trong các video về lĩnh vực tài chính và thị trường crypto dưới góc nhìn tin tức. Sau tin đồn Ủy ban Chứng khoán Mỹ gọi tắt là SEC, họ sẽ loại bỏ tính năng staking các đồng crypto đối với những người dùng tại Mỹ, thì tối ngày hôm qua đã có thêm một tin tức khiến cho giá của Bitcoin giảm mạnh. Đó cũng là một tin tức về Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC đã phạt sàn Kraken về việc không đăng ký cung cấp và bán dịch vụ staking tài sản là crypto. Sàn Kraken cũng đã chấp nhận ngừng hỗ trợ tính năng này cho người dùng tại Mỹ và trả 30 triệu đô bồi thường theo phán quyết. Giám đốc bộ phận thực thi của SEC cho biết sàn Kraken mang lại lợi nhuận cho người dùng tại Mỹ nhưng không bị ràng buộc với các điều kiện kinh tế nào. Thêm nữa là sàn này cũng không đưa ra các bằng chứng về tình hình kinh tế của họ, cho nên câu hỏi đặt ra là sàn Kraken có đủ điều kiện để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư ngay từ đầu hay không. Có khá nhiều ý kiến đang thắc mắc rằng là với tin tức này nó có ảnh hưởng đến Ethereum trong tương lai hay không, bởi vì là cơ chế hiện tại của Ethereum đó là cơ chế Proof of Stake, nó cũng liên quan đến staking, nhưng mà theo thông tin mình có thu thập được thì hiện tại nó vẫn chưa ảnh hưởng đến Ethereum, bởi vì SEC hiện tại chỉ đang cấm hình thức staking trên các sàn tập trung ở Mỹ. Còn các giao thức như liquid staking derivative hiện tại mang tính phi tập trung và trên DeFi, cho nên là tin tức này nó vẫn chưa ảnh hưởng đến các giao thức này, cũng như là giao thức này nó cũng không ảnh hưởng đến lượng khí thải carbon thải ra môi trường ha các bạn. Số lượng địa chỉ ví nắm giữ trên 10 ETH vẫn đang tăng mạnh kể từ cuối năm 2022 đến thời điểm mà mình làm video này. Thông tin quan trọng là Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC hiện tại vẫn chưa thông báo chính thức về việc là sẽ cấm hình thức staking ở Mỹ, mà chỉ đang phạt sàn Kraken bởi vì là họ không đăng ký về việc đó là cung cấp và bán dịch vụ staking ở Mỹ. Thông tin về việc SEC có cấm hình thức staking tại Mỹ hay không thì mình cũng sẽ cập nhật với anh chị và các bạn tại kênh YouTube này luôn nha. Quay lại với thông tin về Bitcoin thì gần đây Ngân hàng Trung ương Mỹ gọi tắt là Fed vừa công bố một báo cáo dài 31 trang cho rằng Bitcoin có các tính năng của một kho dự trữ giá trị giống như vàng, và trong báo cáo Fed cũng kết luận rằng là Bitcoin không bị ảnh hưởng bởi những tin tức tiền tệ cũng như là kinh tế vĩ mô. Quan điểm của các bạn về báo cáo này như thế nào thì để lại một bình luận ở dưới video này để chia sẻ với mọi người nha. Tiếp theo là thông tin về dữ liệu on-chain của Bitcoin cho thấy là trong đợt giảm giá tối ngày hôm qua của Bitcoin thì có sự tham gia bán ra của nhóm nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin từ 2 năm cho đến 3 năm và từ 7 năm cho đến trên 10 năm ha các bạn. Và tối ngày hôm qua thì giá của Bitcoin đã giảm từ vùng đó là 23.400 đô, nó đã giảm đến cái mức là sáng ngày hôm nay đó là 21.750 đô thôi các bạn. Cột màu đỏ như thế này nó đã tăng một cách khá là mạnh lên mức đó là 32 triệu đô Bitcoin đã bị bán ra. Vậy nên chúng ta cũng đang thấy rất rõ ràng là trong ngắn hạn vẫn đang có áp lực bán ra của các nhà đầu tư trên thị trường, bởi vì giá của Bitcoin đang bị chững lại mà không thể tăng lên được nữa thì họ sẽ có xu hướng là bán ra để chốt lời. Nhưng mà khi mà mình và các bạn cùng nhìn vào tổng quan hơn và có cái góc nhìn rộng hơn á, thì khối lượng bán ra trong giai đoạn này của nhóm nhà đầu tư á, họ đang ít hơn rất nhiều so với giai đoạn mà Bitcoin và một xu hướng uptrend năm 2020 và năm 2021, thì lúc đó khối lượng giao dịch mà bán ra nó đã tăng lên đến là vài trăm triệu đô cho đến vài tỷ đô hay các bạn. Còn trong giai đoạn này thì chỉ có vài chục triệu đô mà thôi. Qua đó chúng ta cũng có thể kết luận rằng là trong giai đoạn hiện tại của thị trường vẫn chưa phải là một giai đoạn uptrend, bởi vì là khi mà giai đoạn uptrend đến thì giá của Bitcoin nó tăng một cách rất là thần tốc, cũng như là nhóm holder smart money này á, họ sẽ có xu hướng là bán ra với một khối lượng volume tương đối lớn. Còn trong giai đoạn hiện tại thì vẫn có áp lực bán ra từ nhóm smart money này, nhưng mà khối lượng giao dịch được coi là khá là nhỏ. Cuối cùng là biểu đồ phân tích kỹ thuật của vốn hóa thị trường crypto, và như các bạn cũng đang thấy trên màn hình thì biểu đồ này mình cũng đã có chia sẻ với các bạn trong các video gần đây, và đây chính là biểu đồ của vốn hóa thị trường ở trên khung thời gian tuần. Và trên khung thời gian tuần chúng ta đã thấy được là một sự hồi phục tương đối mạnh của cả thị trường khi mà nó đã tăng vốn hóa từ mức là 700 tỷ
tỷ đô lên đến mức là 1.000 tỷ đô thôi các bạn, tương ứng là nó tăng khoảng 30% vốn hóa cả thị trường rồi. Và nó khi mà nó tăng đến vùng màu đỏ này, chính cái vùng màu đỏ này là vùng đỉnh dẫn đến đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm của vốn hóa thị trường, cũng như nó hợp lưu với đường xu hướng giảm ở đây ha các bạn, đường trendline xu hướng giảm. Và tại đây thì nó đang có một dấu hiệu, đó là áp lực bán ra để chốt lời của các nhà đầu tư khi mà họ mua ở mức giá là tầm Bitcoin là 16.000, 17.000 lên đến vùng 23, 24.000 thì họ sẽ có xu hướng là bán ra để chốt lời ha. Thì lúc đó nó sẽ có một cái áp lực bán trên thị trường, mà chúng ta thấy được là qua dữ liệu on-chain chúng ta cũng đã thấy được cái điều đó rồi. Và trong giai đoạn này thì các bạn thấy được khi mà giá nó chạm về đúng vùng đỉnh dẫn đáy thấp nhất, được coi là một vùng kháng cự rất là quan trọng, nó đóng vai trò là vùng chuyển đổi xu hướng từ giảm sang tăng, thì lúc đó thì nó sẽ có một áp lực bán ra để chốt lời. Vậy nên hiện tại chúng ta thấy được là áp lực bán đó nó đang hiện diện ở trên thị trường, khiến cho giá của Bitcoin đã có một sự điều chỉnh khá mạnh từ mức 23.000 chỉ còn là 21.700 vào sáng ngày hôm nay. Và khi mà mình zoom vào khung thời gian nhỏ hơn, đó là khung thời gian 4 giờ trong ngắn hạn, thì mình thấy rằng là cấu trúc xu hướng tăng nó có vẻ là đang bị phá và xoay chiều chuyển sang xu hướng giảm rồi các bạn. Khi mà vùng đáy dẫn đến đỉnh cao nhất trong một xu hướng tăng là vùng 979 tỷ đô này á, nó đã bị phá xuống. Và khi mà giá nó chạm vào đúng vùng kháng cự quan trọng trên khung thời gian tuần và phá vỡ cấu trúc tăng giá trên khung thời gian ngắn hạn, thì lúc đó là lúc mà mình thấy rằng là cấu trúc xu hướng giảm nó sẽ có xu hướng là nó sẽ quay lại trong thời gian tới. Vậy nên các bạn cần chú ý và cẩn trọng với những chỉ báo về phân tích kỹ thuật này nha. Còn về biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin thì như các bạn cũng đang thấy trên màn hình và trên khung thời gian tuần, mình cũng đã có cảnh báo với anh chị và các bạn trong những video gần đây, đó là Bitcoin đang có một sự phân kỳ giảm giá giữa giá và volume giao dịch và chỉ báo RSI. Và các bạn thấy được là khi mà giá liên tục tăng lên và tạo các đỉnh sâu này cao hơn đỉnh trước, nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật nó lại tạo các đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước. Và các bạn thấy được là khi mà giá nó càng tăng lên như vậy nhưng mà khối lượng giao dịch nó lại không tăng mà nó lại giảm dần như vậy, điều đó cho thấy là có sự suy yếu của phe mua. Vậy nên đó cũng chính là một trong những dấu hiệu cho thấy là giá của Bitcoin sẽ sớm có dấu hiệu là bị chốt lời, cũng như là sẽ có sự điều chỉnh ha. Trong các video gần đây mình cũng đã có chia sẻ với anh chị và các bạn là khi mà giá của Bitcoin cũng như là vốn hóa của cả thị trường crypto nó mà chạm đến vùng màu đỏ thì nó sẽ tồn tại một áp lực bán ra để chốt lời. Vậy nên nó sẽ có một cái sự điều chỉnh về giá cả trong ngắn hạn, nó sẽ sớm diễn ra. Và với cấu trúc hiện tại trên các khung thời gian lớn như khung thời gian tuần và khung thời gian ngày vẫn đang nghiêng về một xu hướng giảm, cho nên là việc mà giá của Bitcoin nó tiếp tục nó tăng lên á được coi là khá là khó trong giai đoạn này, bởi vì là yếu tố dòng tiền nó vẫn chưa chảy mạnh vào thị trường, nó vẫn có nhưng mà nó chưa có chảy mạnh ha các bạn. Và về khung thời gian ngắn hạn hơn của Bitcoin, đó là khung thời gian 4 giờ, thì mình cũng thấy giống như là biểu đồ vốn hóa thị trường, đó là nó đã phá đi vùng đáy dẫn đến đỉnh cao nhất trong một xu hướng tăng, chính là vùng 22.400 đô là đường màu đỏ ở đây ha các bạn. Khi mà giá nó phá xuống, hiện tại thì nó đang được hỗ trợ bởi đường EMA 200. Và trong thời gian tới thì mình sẽ kỳ vọng là giá sẽ có nhịp sóng hồi phục lên trước khi mà tiếp tục giảm tiếp về vùng hỗ trợ 20.515 đô ở trên khung thời gian ngắn hạn, khung thời gian 4 giờ ha. Trong trường hợp mà giá của Bitcoin có một nhịp sóng hồi phục lên quanh khu vực là tầm khoảng 23.000 cho đến 23.335 đô, đây cũng chính là nhịp sóng mà có thể giúp cho các nhà đầu tư có thể thoát ra những cái vị thế mà họ đã bị mua ở mức giá quá cao trong những ngày gần đây. Bởi vì là trong những ngày gần đây mình thấy rằng là có rất là nhiều trend ở những cái đồng altcoin mà low cap của các trend như là liquid staking derivative nó đã tăng lên một cách x3 x5 lần giá trị chỉ trong vòng vài ngày mà thôi, cũng như là những cái trend khác thì nó đang tăng và nó thu hút cái tâm lý, đó là tâm lý FOMO của các nhà đầu tư trên thị trường. Vì vậy cho nên có rất nhiều người họ đã bị mua ở mức giá cao. Và khi mà giá của Bitcoin hiện tại nó có sóng hồi phục lên thì lúc đó chính là lúc mà họ có thể là bán ra để thoát vị thế. Tóm lại trong giai đoạn này thì những tin tức tiêu cực đang bắt đầu được tung ra ở trên thị trường, nó khá trùng khớp với cái trường phái phân tích kỹ thuật, đó là vốn hóa thị trường nó đã tăng lên và nó chạm đúng vào vùng kháng cự quan trọng trên khung thời gian lớn. Vậy nên đây cũng chính là một trong những dấu hiệu cho thấy là thị trường crypto sắp bước vào một nhịp sóng điều chỉnh mạnh theo trường phái phân tích kỹ thuật. Trong giai đoạn tăng giá vừa rồi của thị trường thì có khá nhiều đồng altcoin vốn hóa thấp đi theo những cái trend như là trend AI hay là trend liquid staking derivative nó đã tăng x3, x5 lần
Nhưng mà các bạn cũng đừng say máu quá nha, bởi vì là trên những khung thời gian lớn thì nó đang cho chúng ta thấy được là chúng ta vẫn đang nằm trong một xu hướng downtrend. Nếu anh chị thấy thích video này và muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh YouTube của team mình thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nha. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân. Quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.